Xin chào tất cả anh em. Hôm nay em xin giới thiệu tới anh em một cây Zippo xuất thị trường Nhật. Em này được sản xuất 2002. Và em này được mạ Antiquaire Silver, tức là bạc giả cổ. Và chủ đề school, chủ đề đầu lâu được đắp nổi. Đây là cỡ khá là đẹp. Rồi, anh em thích thì liên hệ qua hồ sơ của em. Xin chào anh em và hẹn anh em ở những video sau.